Sáng gì á? Sáng cái gì á? Chai nè, cứ gọi đi đây. Ở nhà buồn quá. Đi ra đồng cá. Cá gì? Rồi kiếm cá gì thì giúp cho ai biết. Ra đồng bắt cá về nấu ăn. Không ai ốc rồi đó. Đi nè. Cửa về đi. Đi cái này. Thử rồi có gì không? Có gì không? Cửa này á buôn bán cũng ế ẩm nè. Không có bằng mẹ con gà. Mẹ con gà đi. Mẹ con gà đi. Rồi heo dưới. Sáng thao hút lúa cho gà ăn. Tặng đi lấy luôn. Không có gì tặng. Mấy nào mấy bằng mẹ con gà. Cứ luôn nè. Đi. Đi kiếm cá ăn mà ngồi muốn ngoài. Quẩn cái gì đây nè. Có cái hàng nè. Có không? Rồi. Dạ. Đu đu mày ơi. Có hàng ơi. Có cá có cua gì không ấy. Cái hàng này cũng nghèo à. Nghèo không có gì chưa. Con cá cho nhảy. Ủa đây nè nè nè. Lú đầu lên nè. Ơi. Vô mảnh rồi. Con cá cầm cái lơ.
Ôi da. Yeah, uống đu luôn. Cái này ngon lành này. Uống đu luôn rồi. Bán đồ không gầy ế quá. Ôi ôi ôi, đây có gì không ơi. Ôi ôi ôi. Ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Trời ơi, cái ăn này quá trời cá lóc mày. Dính rồi. Mật giỏi quá. Con nữa. Ôi ôi. 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 Nè nè nè. Dính rồi con nữa. Cha vậy đây ha. Vậy ha. Chút nó làm thịt này hết. Rồi còn không để chị tắt ăn cạn đi. Thấy quanh hay người ta bắt nè. Hai con rồi đó. Chiếc này á, dưa mò ăn nha. Mà tư mò đi em tắt cho tôi rồi. Này tắt rồi. Mò nghe trời. Ôi ôi đây nè, đây nè. Nè 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 nè. Ôi ôi. Đi về đi về. Cắt đi, cắt đi. Cắt đi, cắt đi. Ê nè. Được một con nữa cả nhà ơi. Bắt nó đi Út Quy. Còn rồi. Còn lắm. Mò mò nghe, mò nghe. Cái gì tình dung lẽ đi, cái còn cá nữa không? Cái còn nữa không? Rồi bể đập nữa rồi. Dạ. Dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Cái giò, cái giò. Giò hả? Bởi cái đập vậy sao rồi? Để chỉ nó vô vậy hả? Để coi còn nữa không? Rồi. Thế lên rồi nè. Trời ơi. Thử con cá. Hết rồi, hết rồi gì rồi? Hết rồi gì rồi? Hết rồi gì nè? Có rồi. Hết rồi, rồi. Ủa, dạ. Chút xíu nữa té rồi. Thôi, hết rồi mình đi lên đi. Chia đây đi, chỗ mất công nhìn nó là đậu nha. Chia đây, chia đây. Cái gì, đi vô nhà không chia luôn. Mà còn ôi con cua. Em con này. Không, em con này, chỉ con này với con này đi. Em con này với tao, tao nhiêu đi, nhà em tao đông. Em con này. Nhà em đông hơn nè, nè, hai con em con. Thôi, thôi. Chiên gì ăn không có được. Thôi. Chiên gì ăn mới đủ. Nè bà, hai con này nè, em con này. Hai con này. Sao chiên gì mới đủ nè. Con này. Mày ít ngờ em con này nè. Em hai con này.
Thì con nói đây, hai con này chi vậy tầm bậy thôi, chi vậy hơn sao sao ta ăn được, thôi bự sao đủ ăn, thôi tư bự nha, tao lấy cái này cho tao bắt con đó đi rồi đó vậy đồng em đó. Trong tao cực khổ, em lớn nãy giờ tao lớn chụp chụp vợ đó, tao lớn không hai con, em ăn hai con này, mày nhỏ mày ăn một con đủ rồi, thôi em hai con này thôi, em hai con này nhiều quá. Dạ em nhỏ em chia trước nè, em con nè, chị con thế, em con riêng vậy không được, riêng vậy sao chia được, chỉ có một con một hả? Thì em chia trước thì em thế nè, để chị đem chia sao, để chị chia cho nè, chị một con nè, em một con nè, thì chị một con nè, rồi ủa rồi em có một con hả? Rồi không được, nhiều rồi đó, không có được nè. Em con nè, chị con nè. Em con thì chỉ có một con, thì chị con có một con thì sao được, vậy là khó chia nè, bây giờ có ba con thì sao chia, chạy thì chia sao, chia gì đi, chị con, em con rồi còn con, cái này làm gì vậy, đi thăm ruộng gặp đây làm gì vậy, tao bảy đi thăm ruộng chia cá, mới bắt cá về mà chia giờ sao vậy? Mà gì nè, không biết đường chia nè. Gì sao? Chia hoài sớm giờ. Đó, chia hai bên chia đây. Hai bên chia sao đó? Chia gì nè? Dạ. Nè, thì con nè. Ừ. Út con nè. Ừ. Rồi còn con nè. Con luôn. Đấy. Mà chia gì thế này hẹp đâu được. Đó. Chia hoài mà chia không được luôn đó. Mấy bạn chia được hả? Được có ba con hả? Có ba con. Nhà mày con nè, phải không? Bắt, đúng không? Bắt con mệt muốn mình chết luôn. Đúng không? Ừ. Con nè. À, con 18 phải không? Ừ. Rồi ngày bà có lát không? Có. Có nữa hả nè, con nè phải không? Thì đứa con phải không? Nãy giờ thấy chia hoài được phải không? Chia hoài không được. Ừ, còn con là tao. Đúng không? Ừ. Đứa con rồi, còn đứa con này tao. Ừ, đều rồi đó. Đều đó. Phải rồi. Vậy là đều rồi đó. Không nhờ có cậu đó chứ không hơi sớm giờ. Cái này chia hoài chiếm được. Bận vậy. Ừ. Cái này chia hoài chiếm được luôn. Chiếm không được ăn được nữa. Ta chia gì đúng rồi không? Đúng. Ừ đúng rồi. Được rồi. Đi về. Nó chia là đúng rồi không? Ủa mà phải không? Ủa tự động mất con cá ta. Anh nói sao sao á. Cái này nó làm sao đó nha. Gì sao ta? Là như mình hơi sai sai gì đó. Ủa con cá bận mình đâu? Thì tự động đi ra cái chia cái mất con cá lóc ta. Thấy ổn nè. Mất con cá lóc. Lấy chậm.